Đó, bữa nay đi về cô ngoại á, cả nhà đi xuống lấy mít non về kho nè. Bắt ốc nha cả nhà, đây là mợ nha. Mợ đang bắt ốc, quá trời ốc luôn. Đâu chụp bắt sợ bắt đá tôm đi tôm mình tới tốt mà tay nhắc trời thơm quá, thơm mùi lá cắt mà quá trời đọc mùng tay luôn. Cái này mà chấm cái thơm tơ với lá cách. Quá trời non luôn, mùng tơi quá trời non. Đây mà tới chưa? Chưa. Đang trời mưa nó lên nhóc nè. Chiều nay là mẹ tôi có nồi kho sáo hả? Cái này mẹ tôi lễ rồi, mẹ tôi để ngăn đông cũng được. Ừ. Ở đây có không? Rồi coi chừng mới tới ơi. Mới tới đang trở về tuổi thơ. Gì mà tôi cá hả? Xong hả? Đi ra hả? Dạ ơi, bữa nay mình đi xin cậu mấy trái mít non về để mình làm kho rượu chai á cả nhà. Nãy mình đem vô hết bao rồi. Đó, mít quá trời mít luôn. Đó, cậu cắt cho mình mớ rồi, giờ mình còn vô lụm mấy trái nữa. Mình đem về kho nha. Cái này mít non nhỏ nhỏ nhóc nè. Rồi, giờ lụm mít thôi. Rồi cả nhà ơi, hôm qua mình về vườn mình hái mít non á, cậu mình cho nè. Đó, giờ mình lấy trái mít này ha. Giờ thì mình cũng lần đầu tiên làm, học ở trên mạng á cả nhà. Giờ thì mình đã có quậy sẵn một cái thau
muối với chanh để hồi mình vừa gọt cái mình vừa bỏ vô ha. Giờ mình xả hơi hơi vậy nè, bỏ cái muối vô. Đây cả nhà ơi, rồi cuối cùng cũng được rồi, mình gần thử. Ở phía trong đây thì cắt ra nó cũng không có mũ gì lắm cả nhà ơi, nó hơi hơi à. Đó. Khoảng 2-3 kg quá. Vậy là ở trong này à, nó không có mũ. Đây, giờ mình sẽ cắt một miếng dày, cái này chắc có khoảng 5 cm quá cả nhà. Rồi đây là cái mít hồi nãy mình cắt ra này cả nhà, cũng nhiều lắm. Mình làm một bên là để kho, một bên là để chiên thì mình cắt mỏng hơn xíu. Rồi thì mình ngâm đây xíu ha. Rồi mình để ráo khoảng 10 phút nữa thì mình sẽ đem chiên. Mình sẽ chiên cái phần này trước nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, theo như mình tham khảo các bạn làm trước á, thì mít non sau khi gọt vỏ, ngâm qua nước muối pha với chanh á, xong rồi thì sẽ đem đi luộc, luộc xong rồi mới đem chiên. Nhưng hôm nay á, có một cái cô ở gần nhà của làm công quả trong chùa cả nhà, đó thì cổ chỉ cho mình thì mình sẽ làm theo cái cách của cô nha. Rồi giờ là mình chiên cái mít non này cả nhà, mình chiên cho vàng hay mặt, thì mình sẽ gấp ra cái cây để ráo nha. Mình sẽ gấp ra nè, vàng là được rồi các bạn ơi. Đó, gấp ra bên đây để cho nó ráo. Và theo như cô chỉ á, thì sau khi để cho cái mít ráo thì mình đem chiên sơ qua cho vàng hai mặt, rồi mình sẽ để ráo. Đó, sau đó thì mình sẽ đem đi ướp nha. Rồi để tiết kiệm hơn thì mình sẽ nấu bằng than nha cả nhà. Rồi mình đem qua bếp than mình chiên. Chiên mà hết cái gỗ này. Mà mỗi lần trời mưa cả nhà. Rồi mình ngồi đây mình chiên. Cái miếng mít non này nãy mình chiên này cả nhà, ngon lắm á. Mời cả nhà nha, giờ ăn không trước. Ngon, nó bùi bùi. Nếu mà mình cắn thì cái cùi nó thì nó sẽ có cái phần khoai, còn á mình nghe mấy cái xó xó gì nè thì nó thơm, mà ăn nó giống như là mình đang ăn miếng thịt hạt vậy đó, ngon. Còn cái hộp mít á nó mềm. Ngon. Đây là mình sẽ được một món từ mít non. Rồi giờ thì mình sẽ ướp cái phần mít nãy mình chiên nha. Thì nãy mình hỏi cô đó là mình sẽ ướp bằng cách là tỏi nè,
gấp hành trắng với ớt. Mình băm nhuyễn xong mình sẽ ốp, mình để vô nồi một lớp lớp ở dưới trước, xong mình sắp một lớp mít non lên. Giờ sắp lên thôi cả nhà ơi. Làm thử nha. Bỏ vô một lớp này xong rồi một lớp cái này gọi là gì ta, một lớp tỏi phi, không có phi là mình để sống luôn. Mình cho tiếp một cái phần này lên, mỗi cái là một lớp nha cả nhà. Nãy mình làm thiếu rồi. Rồi nha, thiếu gấp hành trắng cái mình lấy lẹm qua chút xíu. Đó. Tỏi, ớt, gấp hành trắng mình băm nhuyễn mình bỏ vô. Và trong khi chờ cái lửa nó hang nó cháy hơi đỏ xíu cả nhà. Đó, thì mình sẽ cho cái phần nước dừa vô nha. Sáng mình có mua hai bịch nước dừa khô nè. Sẽ bắt đầu kho nha. Như vậy là mình sẽ cho hai bịch nước dừa với một chút xíu nước tương cho nó xăm sắp cái phần mít non này ha. Rồi thì mình sẽ để cho nó kho, kho chừng nào mà nó cạn nước với lại cái mít non này nó mềm á cả nhà. Hey, xin chào cả nhà. Đó thì giờ mình cũng làm xong cái phần mít non kho rượu rồi cả nhà. Rồi thì giờ mình chỉ cần đợi cái phần kết quả nữa thôi nha, để mình quay lại cho cả nhà xem. Rồi giờ mình thấy nó hơi xâm xấp như nè cả nhà. Đó. Chắc mình cho thêm miếng nước nữa quá ta. Rồi cả nhà ơi, đây mình vẫn là chỗ cũ ha, mình hay ngồi ngay cái cửa phụ bên đây nè để mình nấu những cái món nào mà mình chỉnh hang nó nấu lâu. Chẳng hạn như bữa nay đó là kho mít non kho rượu. Đây là mình thử lần đầu tiên. Đó, nãy mình tính lấy những cái miếng mà mỏng mỏng á, mình kho xả ớt. Mà thôi giờ đói bụng quá, để lần sau, tại hôm qua cậu cho mình cũng nhiều mít nữa. Ngày mai mình sẽ làm thêm một món, đó là mít non kho xả ớt với gỏi. Giờ đó bụng quá cả nhà ơi, mình bới chén cơm mình ăn thử nha, thử coi vị nó làm sao. Rồi đầu tiên là sẽ là cái nước sang lên. Rồi một miếng mít ở dưới đi, mình sẽ ăn thử nha cả nhà. Khúc này là cũng gần chiều á cả nhà, mà đói bụng quá trời rồi không biết làm sao hết. Thì mình kho cái này nãy giờ cũng được 20 phút rồi đó cả nhà. Cái mình múc cơm mới vừa nấu á, nấu sẵn để hồi nó nấu xong thì mình ăn luôn. Đó rồi giờ thì bế chén cơm chan với nước ăn thử trước, mà không ngờ nó ngon quá cả nhà ơi. Hay là tại mình đói bụng không biết nữa. Ngon quá, mình múc thêm miếng nước chan vô. Rồi nãy thành là thử cả nhà, giờ là chan thiệt nha. Cái nước này theo đúng kiểu là ăn lạc luôn á cả nhà, nhưng mà nó ngon, nó bắt lắm. Nó có cái vị hơi mặn mặn ha, hòa với cái vị của nước dừa ngọt ngọt. Ăn một miếng mít, ăn thử miếng mít. Mít nó mềm,
mời cả nhà nha. Dính cơm rồi cả nhà ơi, ăn thử miếng. Mềm rồi mà sao nó có cái vị anh hơi chua chua con mít non cả nhà, mà nó chắc mình không có luộc quá. Mà mình nhớ lại là ở đâu đó mình có đọc được một cái lời bình luận của những cái bạn làm trước ở cả nhà, là mình sẽ không kho với nước tương, thay vào đó là mình để một quả cà chua vào để nó rút bớt cái vị chát của cái mít ở cả nhà. Đó thì lần sau rút kinh nghiệm thì mình sẽ làm thử một lần nữa nha. Đó, mình nói ở đây để nếu như bạn nào có làm thì có thể tham khảo để làm thử cách đó ha. Này ở trên nó chưa có thấm mà màu vậy nó cũng đẹp ha. Ngon. Chan với nước không ăn cũng ngon nữa. Giờ nó đã gục nó cả nhà. Ngon. Mềm. Bye bye cả nhà nha. Và cũng xin cảm ơn cả nhà đã xem đến cuối video này. Nếu yêu thích video và kênh, hãy cho nhà Ansel một like, một đăng ký kênh để nhà Ansel có thêm động lực ra những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn, bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Nếu có thể thì có thể tham khảo đi nấu cho nhà mình một cái nồi mít kho rượu vào những ngày chay nhé.